hiểu, sư cô đuổi. Sư cô đuổi hồi nào? Sư cô đâu có đuổi con đâu. Sư cô nói cho sư cô biết hôm đề con, sư cô cần mở. Nếu mà sư cô trúng mánh mấy cái nhà biết á, thì sư cô cho con ở. Giờ con ở tạm chỗ cũ. Sư cô nói hồi nào? Cho sư cô 3 tháng đi. Rồi tôi nói sư cô nói tới chơi. Có không? Có vụ sư cô đuổi con nữa hả? Thiệt không? Sư cô nói con hồi nào? Nhờ tôi đắp sư cô. Ừ, sư cô nói con hồi nào? Nói vô luôn không? Thì nói vô chứ sao?